Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình là những thông tin đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Thời điểm này do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh chưa hội quân tập luyện tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. Tuy nhiên, để duy trì phong độ, huấn luyện viên ở các đội tuyển yêu cầu các vận động viên tập luyện online tại nhà thông qua cuộc gọi video trên mạng xã hội. Mỗi nhóm học trực tuyến từ 5 đến 7 người sẽ tập luyện theo giáo án và hướng dẫn của huấn luyện viên. Đa số các vận động viên đều hào hứng, thường xuyên luyện tập từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày để có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tinh thần và thể lực, kỹ chiến thuật, sẵn sàng tập trung đội tuyển khi dịch bệnh được khống chế. Trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, thì việc tập luyện thể thao, rèn luyện và tăng cường sức khỏe là việc rất cần thiết. Do các trung tâm thể thao đã đóng cửa do dịch bệnh, nên việc tập thể dục thể thao tại gia đình là lựa chọn cho nhiều người dân tại thành phố Hưng Yên. Những môn thể thao được mọi người tập luyện tại nhà cũng đa dạng phong phú, tùy từng sở thích cũng như điều kiện không gian của mỗi gia đình, như nhảy Zumba, yoga và các động tác gym đơn giản. Mọi người có thể tự tập hoặc mở TV, máy tính ra tập theo hướng dẫn. Tập luyện thể thao tại nhà vừa có thể rèn luyện sức khỏe và duy trì được thói quen thể thao hàng ngày, vừa tránh được việc tiếp xúc đông người, tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh. Còn tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, nhiều người cũng chuyển sang tập luyện thể dục thể thao tại nhà hoặc đi bộ tại những nơi thoáng mát ít tập trung đông người. Bên cạnh đó, người dân cũng nghiêm chỉnh chấp hành như đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi đi ra ngoài. Việc thường xuyên luyện tập thể thao góp phần đem lại một cơ thể khỏe mạnh, chống chọi hiệu quả với các loại bệnh tật như dịch Covid-19 hiện nay. Thay vì tự tập thể dục thể thao tại nhà hoặc lựa chọn những hình thức tập luyện theo nhóm để phòng chống dịch Covid-19, thì tại quảng trường thành phố Hưng Yên vẫn diễn ra tình trạng tập trung đông người. Nhiều người tập luyện không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách. Tập luyện thể thao là yếu tố cần thiết để nâng cao sức đề kháng phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, việc bất chấp các quy định trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 như hiện nay cần phải xử lý dứt điểm. Thưa quý vị và các bạn, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động là một trong những xã nông thôn mới nâng cao, có cơ sở vật chất thể thao khang trang đồng bộ, tạo điều kiện cho nhân dân tập thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thôn Tiên Cầu là một trong 4 thôn của xã Hiệp Cường có đa dạng các sân tập thể thao. Người dân nơi đây tích cực tham gia tập luyện thể thao, còn chính quyền quan tâm xây dựng các sân tập, nhà tập thể thao. Vừa qua, cụm sân vui chơi tập luyện thể thao trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Tiên Cầu được đưa vào sử dụng, đã đáp ứng được nhu cầu chơi thể thao của người dân. Vào buổi chiều, từ trẻ đến già tập trung về đây chơi các môn thể thao. 4 giờ 15 cho đến 4 rưỡi là chúng tôi tập trung đánh rồi. Mà đánh để đảm bảo vệ cái sức khỏe của mình, vừa lưng sức khỏe và cái thứ nhất, cái thứ hai là sân sướng ở đây là cái sân đình cũng rất là rộng rãi thoải mái. Chúng tôi thấy là nó rất là thuận tiện mà rất là đẹp và nó tạo lên một cái sân chơi rất là bổ ích cho về thể dục thể thao. Không riêng thôn Tiên Cầu, 3 thôn khác trong xã là Lương Xá, Đống Lương và Trà Lâm cũng có từ 3 đến 5 sân tập thể thao ở các môn bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông. Trung tâm xã có nhà tập luyện cầu lông, bóng bàn do Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Cường quy hoạch đất, sau đó vận động một số doanh nghiệp và người dân xã hội hóa, xây dựng. Nhưng trong cái công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là những cái khu quy hoạch giãn dân ấy, thì xã thường thường là dành riêng một cái phần diện tích nhất định để xây dựng những cái nhà thi đấu và sân thể dục thể thao. Chính quyền địa phương đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, cho nên bà con rất phấn khởi tham gia cái phong trào thể dục thể thao trên địa bàn. Có sự đa dạng sân chơi thể thao, cho nên số người tập luyện thể thao thường xuyên ở xã Hiệp Cường ngày càng tăng, hiện nay đạt 35%. Nhiều câu lạc bộ thể thao quần chúng được thành lập như câu lạc bộ bóng chuyền hơi phụ nữ, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ xe đạp. Hàng năm vào dịp lễ và hội làng, xã Hiệp Cường tổ chức giao lưu thể thao giữa 4 thôn trong xã nhằm động viên, khuyến khích nhân dân chăm tập thể dục thể thao. Bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này lần sau. Thân ái chào tạm biệt.